Đây nè các bạn ơi, ông xã Linh Nay về nè. Đó, đang tụi nhỏ đang chờ. Đó thì cái video mấy bữa mà Linh đăng á, là ông xã Linh á, là đang chỗ làm nha các bạn. Tại vì mấy bữa Linh đăng không có kịp á, cho nên là Linh đăng mấy cái video cũ không à. Hôm nay là ông xã Linh về nè. Rồi mấy cái ngày mà ông xã Linh đi làm thì Linh bận quá nên Linh không có làm video. Đây. Ly dầm. Kiss for daddy. Hello, Miss Daddy. Hey, Miss Jane. Miss Daddy. Ethan. Ơi, tội nghiệp ghê. Ly dầm nhảy trên đỉnh. You feel daddy's whiskers? Yeah. Feel daddy's whiskers. Ethan. Miss Daddy. Hello, my darling. Who's darling? My beautiful wife. You don't want to see that. You guys go. Sorry. Any beer? Only a couple. Couple. Come on. You're pushing me, kids. It's Alvin. You hold the camera. Hello, everyone. Daddy. Don't put your dirt greasy hands on me. Yeah. Kiss Ethan. Kiss the camera. Kiss for Dad. Where's Liam? Where baby Liam? Baby Liam happy. Liam quá trời mừng. Nhảy cà tưng cà tưng. I missed you by so much. Daddy been gone for so long. Yeah. Đây, Ethan với Elvin á chờ ba về lâu quá cho nên là đói bụng nên lên cho ăn trước rồi nè. Yeah. Đây là món yêu cầu nha. Đó, Ethan là đòi cái cơm gà của Ethan. Tại hôm nay Ethan lâu không về đòi ăn cơm gà nè. Đó, mấy cái cục gà trắng nhiều lắm á, chứ không phải là các bạn nói là Linh cho ăn cơm với nước lạnh đâu. Đó, còn này cũng heo bên yêu cầu nè. Cái món này là Ethan không ăn nha. Đó, chứ không phải là Linh cho heo bên nguyên dĩa rồi Ethan không được ăn đâu. Trời ơi, coi con gái nè. Con gái nè. Not too well. I didn't do too well. I only got 88%. Liam's turn. Ah, my big boy. Oh, beautiful girl. Trong ba về từ hồi chiều giờ. It's gone, darling. Nearly gone. Yeah, see, daddy fixed for you. You miss daddy? Oh, I missed you too. Hello, everybody. Daddy been on the airplane and the helicopter. Daddy home now. Đây, xin chào buổi tối các bạn nha. Bây giờ là mới có 5 giờ mấy thôi mà trời đã tối thui rồi nè. Đó. Thì bữa nay cả gia đình Linh sẽ đi ăn ở quán Tàu á. Đó. Go this way đó. Thế à. Nó đi ăn quán Tàu á mà lạnh lắm luôn. Đó. Đây. Trời lạnh quá. Say hi please. We have to say. Đây Liam đây. Lạnh lắm. Trời hơi bị lạnh. Đẹp Linh bị cảm nữa nha các bạn ơi, cho nên cái tiếng Linh hơi khan á. Ethan. There's water there for you, Liverpool are champions of Europe. Yes. Daddy. Alvin. I told you guys we'd be involved. I don't need to take everything. Thank you. Say hello. Đây nè, ông xã Linh gọi cái gì nè, há cảo mà nó có trứng cá hồi như gì. Ăn đây, người ta lấy sit down Sophia, sit down, sit properly. Are you messy?
on. Can I get those Mommy, chili sauce? Mommy, look at me. I can't see. It's all right. Mommy, I can't even see Daddy. Oh. Đùng vô cái cửa nhà Linh, Linh sợ ngủ không được. Rồi bị cúp điện đấy chứ. Bên đây mới cúp điện. Mommy, we got nothing. What is it? Mommy, if I can't we have fried noodles too, right? Like fried tail or something. Good beef. Yeah. I'm really hungry and the fruit haven't come yet. Đây. Now just sit down, mommy will get it. Đây, món yêu thích của tụi nhỏ. Cái này là mực chiên nè. No, the same. All the same. Còn này là cái bánh mì. Get that one. Cái này là bánh mì tôm với lợn mè nè. Nhìn ngon. Gotta get it warm, huh? Eat it up, yummy. Like it? Eat it, chew it. You like it, that is very special for you. Then try the soup, right? Seafood soup. You want like it? No taste. Look, I just want hot. Đây là cái chén súp hải sản của Linh nè các bạn ơi. Chắc có trứng với tôm với vài miếng cua với bông tuyết ở trong thôi. Okay. Sleep on this side. No, yeah. What kind? Mực chiên. Mình đi dầm lại. It's steamed rice. Good. The toast is it? Oh, it's got prawn and prawn toast. Yeah. Yeah. Eat it up, yummy, yummy. Eat it. Spicy. Some of them have chili. You only eat the crumb. Nah. What? Can't eat it. Shift it up. It's very dumb. Bò đi xanh lúc giá mì, cái này là bò nè các bạn ơi. Bò xào tỏi. Ok, wait. Trời ơi, cái dĩa bò nhìn ngon quá. Còn cái này á là heo quay. Heo quay là của Y Thình khoái lắm nè. It's alright. He give to Liam. Liam rice. It's yummy when it makes it. Đó đây nè các bạn, món ăn ra tới nữa rồi nè. Cái này là thịt bò. Thịt bò xào với lợi tỏi. Còn này là heo quay nè. Cơm chiên gà với lại cá mặn. Đó, thịt bò. Sườn riêu.
là thịt heo quay. Y thịnh này chị ăn cơm chiên. What do you want? What do you want? Please buy me some pork. Yes, some pork. Pork? Yeah, pork. That beef, not pork. You try this, Ethan? Try yet? Like it? Get me some more. Good rice. Rice good. Too wet. Ethan, can you pass me a bowl, please? Thank you. Omelette, thank you. Đây thêm một dĩa mực chiên nữa nè các bạn, là ba dĩa luôn. Đó. Còn này là trứng chiên. Lâu lâu đi ăn một lần ăn cho nó đã. Too wet. Can you give me a little bit, please, Daddy? Little bit only. Half. Should have some sauce for this. There's that sauce there. No, that's different sauce. That's the soy sauce, yeah. Good. How much oil? Soy sauce. Nice. I don't know what sauce we need. Soy sauce. What in here? Omelette, Ethan? One more pork? More pork? Give the bowl, I guess. What do you want? Hello, that's enough. I have a lot to eat. Okay. Red one. Are there more coming? How's this today? No more already, right? Sure? No more food coming. No. Okay.
bắp. Thôi. You want one? At least it's gonna be that sauce. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Chuyên món quá trời mà tụi nhỏ không ăn nhiều. Mà con sauce. Sạch luôn. Thịt heo quay á, kêu cho Y Thành ăn, Mỹ Thành cũng ăn nhiều. Mommy, can Sabi and I can take this off? Yummy? So yummy, come up? You come up for mommy? You mommy from what? Block, the bottle block. Got Steam rice now. Steam rice, yeah? Yeah. Okay, let's sit down, please. Eat the rice. I already told mommy I had enough. Yeah. Look. From where? Sauce? Daddy, you're on the video. Oh, bless you. Achoo! I'm full. Liam finished his now one. I'm a man. House. I'm a you eat that? No? You gotta eat it? Yeah, I don't want to eat it. Mommy, I want to go to bed early because we have to do assembly practice tomorrow in the chapel. I will show you where we go. Tomorrow? To the chapel. Mommy, I will show you where the chapel is. Practice again. Daddy, do you know where the chapel is?
trouble is? Oh, really? Daddy? Absolutely. Daddy, beautiful. Do you know? Daddy, do you know where the chapel is? Daddy, do you know where the chapel is? Yeah. I will take you. I know where it is. Really? Yeah, but well, if I walk in the line. And I don't want to say anything on the microphone. Because not why many get the people. We just get one more cup and more cup. Thank you. He's empty. Good boy. Daddy, you were wrong. That's actually six. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do. Yeah. Oh, is everyone eating 2 pieces of pork each in the morning? Đây nè các bạn ơi, về tới nhà đầu tóc lên bù xù gió quá. À, cái bill hồi nãy Linh ăn á là too expensive food, not that good tonight. Didn't enjoy. À, 189 đồng. Did he help you? Cũng nhiều món nhưng mà các bạn biết sao, bữa nay á là lựa chọn món không có đúng á, nên là nó không có ngon nhiều. Ừ, cái mặt Linh á nó phờ phạc, cái cảm mất đau của họng. Rồi giống như là thịt bò này ăn á nó rất là lạc. Rồi trứng chiên cũng rất là lạc, còn cơm chiên á là hơi bị nhão lắm, không có khô ráo đó. Còn cái mực chiên của tụi nhỏ ăn thì hơi mặn. Hôm nay là không biết sao món ăn buổi tối hôm nay là không có được vừa ý lắm, nhưng mà so với ở đây thì có cái Linh thấy có cái nhà hàng đó là ăn nó hơi ngon chút thôi, nhưng mà đó. Rồi vậy thôi, Linh cũng xin kết thúc cái video này tại đây luôn nha. Bye bye các bạn, bye bye.